hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà biến một cái cảnh quay vào ban ngày thành một cái cảnh quay vào ban đêm và thường thì người ta sẽ gọi nó là quay giả đêm đầu tiên mời các bạn xem một clip ngắn trước nhé khi mà chúng ta muốn quay một cái cảnh đêm mà chúng ta lại không có nhiều kinh phí cho những cái thiết bị đèn. Cũng như là các bạn biết là quay vào ban đêm á, thì gặp rất là nhiều những cái bất tiện, thậm chí là nguy hiểm. Thế nên là quay giả đêm là một cái giải pháp khá là hiệu quả cho những cái dự án kinh phí thấp. Để mà thực hiện một cái cảnh quay giả đêm hiệu quả thì chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau. Đầu tiên thì chúng ta nên chọn cái thời điểm ánh sáng nó hơi dịu một xíu, nó hơi âm u một xíu, bởi vì là cái ánh sáng mặt trăng thì lúc nào nó cũng sẽ dịu hơn ánh sáng mặt trời đúng không các bạn? Kế tiếp là các bạn nên chọn cái phần hậu cảnh nó sẽ tối hơn chủ thể nhân vật để tăng thêm cái độ tương phản cho cái cảnh quay giả đêm của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn hướng sáng cho chủ thể nhân vật của chúng ta làm sao một nửa bên sáng và một nửa bên tối để nó làm cho cái cảnh giả đêm của chúng ta trông giống thật hơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 50% cái cảnh quay giả đêm. Còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện nó trong cái phần hậu kỳ nhé. Để mà chuyển một cái cảnh vào ban ngày thành một cái cảnh vào ban đêm thì chúng ta phải chuyển thứ nhất là sáng chuyển thành tối và thứ hai là chúng ta sẽ chuyển cái màu ấm sang một cái màu lạnh các bạn nhé ok ở đây thì mình đã có một cái shot quay vào ban ngày và bây giờ thì mình sẽ chỉnh màu để chuyển cái cạnh này thành một cái cạnh quay vào ban đêm các bạn nhé đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giao diện color để chúng ta có thể chỉnh màu một cách dễ dàng và cụ thể hơn nhé các bạn để ý cho mình cái ô bên tay trái thì đây là cái biểu đồ mang tên là rgb tức là red green và blue thì cái biểu đồ này nó sẽ cho chúng ta thông tin về cái shot quay nè mình rê tới đâu thì cái biểu đồ nó sẽ chạy tới đó này các bạn thấy không thì nếu mà nhìn vào cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ thấy được là cái cột red nó cao nhất này các bạn sau đó là đến phần green và cuối cùng là phần blue thì nếu mà chúng ta muốn cho cái tông nó lặn đi thì chúng ta phải chỉnh làm sao cho cái phần red nó thấp nhất kế đến là phần green và cao nhất là phần blue ok tiếp đến thì các bạn sẽ để ý cho mình cái ô bên tay phải Đầu tiên là white balance tức là cân bằng trắng Thì các bạn sẽ cân cho mình là temperature tức là nhiệt độ Thì nếu mà các bạn kéo cái nút này nè càng về bên tay phải thì nó sẽ càng ấm lên Và nếu mà các bạn kéo nó về bên tay trái thì nó sẽ càng lạnh đi Đó các bạn thấy không Ở đây thì mình cho nó âm 45 đi Ok Lúc này các bạn thấy nó lạnh lạnh rồi đúng không Rồi kế tiếp các bạn để cho mình cái phần tin nếu mà chúng ta kéo cái nút này về bên tay phải thì nó sẽ có một cái màu hồng hồng còn nếu mà chúng ta kéo về bên tay trái thì nó sẽ có một cái màu xanh lá cây này các bạn và thường á cạnh đêm thì nó sẽ hơi kiểu hồng hồng tím tím thế nên là mình sẽ kéo nó về bên tay phải ở đây mình cho là 10 luôn đi kế tiếp là cái phần tone thì các bạn sẽ để ý cho mình cái phần là contrast tức là cái độ tương phản ở đây mình thấy là cái độ tương phản của cái phốt Tết này nó thấp quá mình sẽ kéo nó về bên tay phải thì nó sẽ tăng lên và mình muốn là cái độ tương phản nó cao một tí xíu tại vì là cảnh vào ban đêm á thì cái độ tương phản rất là cao ở đây mình cho là 75 đi tiếp đến là cái phần highlight tức là cái phần mà sáng nhất của cái chủ thể nhân vật này các bạn nhìn thấy ở đây là highlight này ở đây là highlight này thì bởi vì là ban đêm nên nó sẽ tối nó không có phần highlight nhiều đâu thế nên là mình sẽ kéo nó xuống cái mình sẽ kéo nó khoảng là âm 40 đi ha thì kế tiếp là cái phần xe đầu thì xe đầu tức là phần bóng đó các bạn thì mình cũng muốn là nó kéo thấp xuống thế nên mình sẽ cho nó khoảng chừng là âm 50 Lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái độ tương phản rất là cao rồi nè Tiếp tục nha Kế tiếp là cái phần white Tức là cái phần màu trắng đó các bạn Đây nè trắng trắng ở chỗ này nè Nó chảy trắng rồi nè Thì mình cũng muốn là kéo thấp nó xuống Ở đây mình cũng sẽ cho là âm 50 luôn à, Cuối cùng là cái phần black Phần black tức là cái phần màu tối Phần màu đen á đó. đó đây nè Thì mình cũng sẽ cho nó tối nữa Thế nên mình sẽ kéo nó khoảng chừng là âm 50 luôn Thì sau khi mà chúng ta chỉnh xong cái phần tone này thì các bạn thấy được cái shot quay chúng ta bây giờ nó đã có được một cái độ tương phản rất là cao Kế tiếp thì các bạn sẽ để ý cho mình cái phần là saturation Saturation tức là cái phần sắc độ Thì ban đêm thì nó sẽ không có nhiều saturation nữa các bạn Ở đây nó đang 100, các bạn giảm xuống cho mình còn 80 thôi Ok, lúc này thì cái màu xanh lá cây này nó hơi bệt bệt xuống rồi này các bạn Kế tiếp là các bạn sẽ để ý cho mình cái phần cups Đầu tiên thì các bạn sẽ để ý cho mình cái trục màu trắng nhé Các bạn sẽ nhấn vào cái điểm trên cùng tức là cái điểm highlight đó các bạn, các bạn sẽ kéo xuống khoảng chừng một đức rưỡi đó như thế này. lúc này thì các bạn sẽ thấy nó hơi âm u rồi đúng không? kế tiếp thì chúng ta sẽ chuyển qua cái trục red nha các bạn. trục màu đỏ thì chúng ta chỉ kéo xuống một ít như thế này thôi, khoảng một nứt như thế này thôi. ok. kế tiếp là trục green, trục green thì chúng ta cũng kéo ở cái điểm highlight kéo xuống một ít thôi, cho nó hơi đỏ đỏ tím tím các bạn nhé, cỡ này thôi. và cuối cùng là trục blue, tức là trục màu xanh dương thì chúng ta sẽ kéo lên để cho nó có thêm một tí xanh dương cho nó thêm lạnh lẽo tới đây thì chúng ta đã hoàn thành được 90 phần trăm cái phần chỉnh màu chúng ta đã chỉnh từ sáng sang tối và từ cái tông ấm sang cái tông lạnh rồi và bước cuối cùng thì mình muốn tạo cái viên nhật để nó làm tối xung quanh cái chủ thể của chúng ta làm cho cái phút tết của chúng ta nhìn nó giống cảnh đêm hơn các bạn nhé Ok bây giờ các bạn sẽ vào cái phần vết nhật ở cái phần about thì các bạn cho mình là âm ở cái phần Midpoint các bạn cho mình là 42 Ở cái phần Roundness các bạn cho mình là 30 Và ở cái phần Feather các bạn cho mình là 55 Ok như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chỉnh màu à, Biến một cái cạnh ngày sang một cái cạnh đêm Quay trở lại với cái sơ đồ bên tay trái nè Nếu mà trước khi chúng ta chỉnh màu Thì các bạn sẽ thấy là Cái trục màu đỏ là cái trục cao nhất Cho đến cái trục màu xanh lá cây Và cuối cùng là cái trục xanh dương Nhưng mà khi chúng ta chỉnh màu rồi Thì các bạn sẽ thấy nó ngược lại tức là lúc này cái phần red là cái phần thấp nhất cho đến cái phần green và cái phần blue. Mình thấy là cái phần sơ đồ này nó rất là hay nha các bạn. Nó giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái phần chỉnh màu. Bình thường thì các bạn vẫn có thể chỉnh màu được ở cái phần giao diện editing. Cái Lumetri Color ở đây vẫn có thể chỉnh được này. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên chuyển qua cái giao diện Color. Thì khi mà các bạn chuyển qua cái phần giao diện Color thì các bạn sẽ nhìn được nhiều hơn về cái phần chỉnh màu. Ví dụ như là cái phần Lumetri Scope này ngoài cái rgb thì các bạn vẫn có thể xem được waveform này cái waveform này ví dụ như lúc mà mình chưa chỉnh thì là rất là sáng các bạn thấy không nhưng mà khi mà mình chỉnh rồi vì là cảnh đêm nên mình giảm ánh sáng xuống nên là nó cũng sẽ báo cho mình đó các bạn thấy hay không nên là mình khuyên các bạn khi mà chỉnh màu thì các bạn nên chuyển qua cái phần là giao diện color nhé ok sau khi mà chỉnh màu xong rồi thì mình sẽ quay trở về với cái phần editing và cuối cùng thì mình muốn để lên cái footage này một cái letterboxer để cho nó giả lập cái chuẩn anamorphic nhìn cho nó giống giống phim nhựa các bạn nhé. Ok các bạn sẽ tạo một cái adjustment layer. Sau đó là đặt nó lên trên cái footage của chúng ta. Rồi vào trong cái phần effect tìm một cái effect tên là crop, kéo nó vào. Sau đó ở cái phần top các bạn cho 12, ở cái phần bottom các bạn cho 12. Sau đó các bạn sẽ cân chỉnh lại cái footage của chúng ta trong cái phần motion, kéo nó xuống một tí xíu. Ok như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chỉnh màu, biến một cái cảnh quay ban ngày giả lập một cái cảnh quay ban đêm các bạn nhé. Với những cái bước cũng khá là đơn giản có ngay trong chương trình dựng uh, phim review của chúng ta. Hôm nay thì chỉ có vậy thôi, mình chúc các bạn thực hiện cái hiệu ứng quay giả đêm này thành công nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình cũng như là bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới. Mình sẽ quay trở lại với những chủ đề về học làm phim tiếp theo. Bye bye.